Kính chào Tái Ngộ quý vị khán thính giả. Như đã hứa trong cái video kỳ trước đó, thì sau khi mà tôi có lượt qua cái bản tin về vụ Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại trước Tết, thì cuối phim đó tôi có quảng cáo là giáo sư Nguyễn Minh Quang sẽ kể tiếp liên quan tới các linh mục bị sát hại và cả giáo hoàng bị sát hại vì vì chữ tình. Thì mặc dầu có liên quan nhiều hay không thì nhưng mà vì trong cái bản tin của chúng tôi nhặt được thì có một cái bản tin đó là do cái cô vợ hay cô em gì đó yêu mến linh mục Trần Ngọc Thanh, cho nên ông Nguyễn Kiên mới là đi sát hại ông linh mục. Xin giới thiệu ông Nguyễn Minh Quang. Trước khi vào đề, tôi xin thành thật chia buồn cùng với gia quyến của linh mục Trần Ngọc Thanh. Dù sao thì cái chết cũng là cái buồn cho những người còn lại, còn ông ấy chết rồi thì dĩ nhiên là không còn biết gì nữa. Thưa quý vị, linh mục Trần Ngọc Thanh gia nhập vào cái giới tu sĩ, tức là linh mục, thì có những cái quyền lợi và hệ lụy của cái giới người này. Những cái giới người này là tôi đã viết một cái bản văn khá dài, nói về tên cái bản văn đó là sự thật về giới người gọi là tu sĩ hay hàng giáo phẩm trong giáo hội La Mã, gồm có 11 phần, đúng là 12 phần, tức là phần dẫn nhập, phần động lực khiến cho giáo dân theo học nghề linh mục và được rèn luyện như thế nào, những ác tính và tội ác của người ăn bám xã hội được gọi là chúa thứ hai, thứ bốn là những căn nguyên của những tội ác của các giáo hoàng và giới chủ chăn trong Kitô giáo, thứ năm là hành xử giống như những tên bạo chúa và hung thần độc ác nhất trong lịch sử loài người, thứ sáu là các chủ chăn là những đầy tay tổ điêu ngoa xảo trá, nói gian nói dối và vu khống, thứ bảy là âm mưu và những hành động hãm hại lẫn nhau để giành giật quyền lực, thứ tám là sống đời phóng đãng loạn luân, hãm hiếp các trẻ em phụ tế, các nữ tu và các nữ chiên, thứ chín là tội ác tàn sát những người cực kỳ dã man của giới chủ chăn và quân chiên ở các địa phương, thứ mười là tội ác bán nước hại dân cực kỳ dã man của bọn quạ đen và quân chiên người Việt, thứ 11 là kết luận và đề nghị. Đó là tôi đã viết một cái bài đó, tôi hy vọng rằng trong ngày mai tôi sẽ phổ biến trên Facebook Nguyễn Mạnh Quang. Thì hôm nay tôi xin nói về cái chết của ông linh mục. Thì ông Trần Ngọc Thanh đã gia nhập vào cái giới người gọi là linh mục, thì nó phải có những cái đặc tính mà tôi đã nêu lên trong cái bài vừa viết. Thì ở đây chúng tôi nói là có hai cái đặc tính mà đáng kể liên hệ đến cái chết của ông linh mục Trần Ngọc Thanh, tức là âm mưu và những hành động hãm hại lẫn nhau để giành giật quyền lực, và cái thứ hai là sống đời phóng đãng loạn luân hãm hiếp các trẻ em phụ tế, các nữ tu và các nữ chiên. Thì cái chết của ông linh mục này là bị chết bất đắc kỳ tử, bị người ta giết. Còn dư luận thì có người nói thế này, có người nói thế nọ. Thí dụ như có một người nói rằng có người vợ của một kiên chiên, quân chiên rất yêu linh mục. Đấy, có người lại khác rằng là cái này là do chính quyền gài người vào để giết. Thì cái chuyện đó là mình chưa có bằng cớ gì cả, không biết về lý do nào. Nhưng cái chết của ông ấy là cái chết do người khác giết, có thể thôi. Còn tất cả nguyên nhân đích thực như thế nào thì chính quyền, ban công an, chính quyền sẽ điều tra, biết sẽ thực hư. Thế bây giờ tôi xin nói, thì bây giờ tôi nói tại thời Việt Nam Cộng Hòa đó, thì tôi biết có một ông linh mục tên là Mai Ngọc Khuê. Ông là chánh xứ nhà thờ Tân Sa Châu ở cái vùng Đông Tạ. Thì ông ấy vào cái thời đó ông giảm chết, tức là thời kỳ ông Thiệu làm tổng thống, có lẽ là vào năm 1966 hay 67 đó. Thì chuyện này tôi được anh Trần Dũng Tiến, một phóng viên nhà báo, kể lại ở Tacoma cho tôi nghe rằng vào cái thời điểm 1966-67 thì cái không quân, một vị pilot không quân nhà ở trong cái cư xá bộ tổng tham mưu, thì ông bà dĩ nhiên là pilot, là có vợ đẹp lắm. Pilot tức là phi công lái máy bay, pilot tiếng Anh, tiếng Pháp nó gọi là pilot, thì tôi quen miệng như vậy đó. Thì lái máy bay, anh này là phi công.
Thế thì anh có vợ đẹp, bởi vì phi công bây giờ là nổi tiếng lắm, nhất là thời ông Kỳ mà. Thì không biết là năm 1966-67 thì ông Linh Mục Mai Ngọc Khuê lẹo tẹo với vợ anh ta ở ngay trong nhà của anh ta, ở trong cư xá Bộ Tổng Tham Mưu ở đường Võ Tánh, Gia Định. Thế thì anh này nó biết, bữa đó nó mới giả vờ, nó nói với vợ nó rằng là nó sẽ đi phi vụ là đi bay đó. Thì mà đi bay tức là đi thì phải mấy tiếng đồng hồ, hàng nửa ngày mới về. Thì tức là nó đi lúc bây giờ là nó đi vào lúc buổi chiều gần tối. Thì nó đi không biết là nó ở chỗ nào thì không biết, nó lang thang chỗ nào, nó chờ cho ông Linh Mục Mai Ngọc Khuê đến nhà nó rồi. Nó mới có là 10 phút thì 15 phút thì nó mới trở về, nó gõ cửa nó về. Thì vợ nó ra mở cửa thì ông Linh Mục Mai Ngọc Khuê bây giờ còn mặc áo lót bên trong với lại quần xà lón. Thế thì vợ nó bí qua mới giấu cái ông Linh Mục này vào trong cái khu mà nơi để quần áo. Thì nó về nó biết ông này vào trong nhà nó rồi, nó ẩn ở chỗ nào đó. Thành ra nó mở cửa nó lục lọi được, kiếm được ông ấy. Nó bắt ông ấy, nó mới vô cổ này dí súng lục vào đó, băng tay ông ấy. Nó bảo nằm yên. Nó mới gọi điện thoại cho giám mục Nguyễn Văn Bình, nói ra rằng ông Linh Mục Mai Ngọc Khuê này đã tỉ tẹo với vợ nó, bây giờ nó bắt được thì nó phải xử tử. Thế ông Linh Mục, ông giám mục Nguyễn Văn Bình mới nói rằng khoan, để chúng mình giải quyết với nhau. Ông bảo tôi không cần giải quyết, để tôi giải quyết. Thế là nó bắn ông ấy chết, nó bắn ông chết tại nhà nó. Thế thì cuối cùng Linh Mục, giám mục Nguyễn Văn Bình mới bàn với ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, mới bày kế đem ông Linh Mục chết này ra cái dọc đường mà gần cổng đường xe lửa, đường Võ Tánh á, mà gần cái chỗ đường xe lửa nó chạy qua đó, để ra đó thì lại mặc quần đùi với áo lót với lại cái quần xà lòng. Thế thì dĩ nhiên là xe nó cán chết, họ là cố ý họ cán chứ không phải là người khác cán, rồi mới đổ lỗi là ông này đã bị xe cán chết. Nhưng mà phóng viên nhà báo thì họ không biết sao họ biết rằng là nếu mà ông Linh Mục mà đi đường mà bị xe cán chết thì phải mặc áo trùng đen, sắc phục đàng hoàng, chứ không lại mặc áo may ô với lại áo lót với lại quần xà lóng như vậy. Thì sự thật đó là như vậy. Đó là ông Trần Dũng Tiến nói với tôi cái chuyện này ở thành phố Tacoma, lúc đó tôi còn dạy học ở trên đó. Thì thời kỳ mà ông này chết thì tôi ở bên Mỹ chứ tôi không ở nhà Việt Nam. Cái điểm thứ hai là cái tính là dâm đáng của ông, các ông Linh Mục đó, là các ông biết, phải nói là bí bích về tình cảm. Thì đây là ông Linh Mục Nguyễn Hữu Dụ này, là ở Texas. Ở Texas thì ông ấy không biết sao ông có người tình tên là bà Nguyễn Thị Vui, mà không biết sao ông lại đem ra ngoài chỗ parking lot, tức là chỗ đậu xe, ông ấy hành dâm, bắt kịp bà kia khẩu dâm. Thì ông ấy ở ngay ban thanh niên bạch nhật ban ngày mà ông lại cho như vậy, không biết làm sao cảnh sát nó bắt được, nó đưa ra tòa. Đây là bản án tôi xin đọc. Nó đưa ra tòa và xử như thế này. Ngày 14 tháng 12 năm 1994, nhà tu hành Cato sinh ngày 20 tháng 3 năm 1920. Tức là cái lúc đó là ông ấy đã 74 tuổi rồi. Cùng bà Nguyễn Thị, tên thật bà là Nguyễn Thị Vui, làm tình với nhau ở bãi đậu xe công cộng bằng cách để của quý của ngài vào miệng bà Vui. Đây cơ bản tiếng Anh. Đó, nó nói rõ như vậy. Và bị cảnh sát Harry County, tức là quận Harry, bắt được và đưa ra tòa. Hồ sơ là số 9450613. Thế thì cái ngày mà được lập hồ sơ là ngày 21 tháng 12 năm 1994. Tiền ký quỹ tại ngoại hầu cha là 500 Mỹ Kim. Đây là một chuyện thật xảy ra ở Hoa Kỳ, mà ông Linh Mục này là 74 tuổi rồi mới làm cái chuyện đó. Thì nghĩ rằng tại sao mà Linh Mục ở cái tuổi đó mà còn hăng hái như vậy. Thứ nhất là họ bí bít về tình dục. Thứ hai là ông này thuộc loại khỏe mạnh, ăn uống toàn những thứ cao lương mỹ vị, uống rượu lễ rất là ngon, và cả ngày không làm gì cả. Người ta nói nhàn cư vi bất thiện. Những người mà độc thân, tôi đã từng sống độc thân trong cái cảnh thứ nhất là điếng, thứ hai là ở tù, thứ ba là ở nội trú. Tôi ở ba cái cảnh đó thì tôi thấy rằng những người mà độc thân ở với nhau suốt ngày đầu nói chuyện
tìm ra để đi giải quyết vấn đề sinh lý. Thì ông này cũng là người độc thân, là suốt đời ăn no, nghĩa là rừng mỡ. Thành ra đi những cái chuyện mà khỏe mạnh đến năm 1000, đến năm 74 tuổi mà còn làm những cái chuyện đó là gọi là vi phạm thuần phong mỹ tục ở nơi công cộng. Đây là chuyện thật, quý vị có thể kiểm chứng vấn đề. Những cái gì tôi nói là đều là nói thật, tôi nói có sách mách có chứng chứ không bao giờ tôi nói gian cả. Thế thì ông Linh Mục, trở lại cái chuyện ông Linh Mục Trần Ngọc Thay, ông chết là chúng ta biết chắc là ông bị giết chết, bị một đối thủ giết chết. Vậy thì có thù hằn gì với được cái đối thủ này nó mới giết chết, và cái chuyện thù hằn vì lý do gì thì để công an ta điều tra sẽ biết rõ. Nhưng mà có một cái manh mối mình có thể tìm ra là có một bà thương mến ông này, mà ông Linh Mục này tôi phải thành thật và nói tôi chưa thấy được mấy người đẹp trai như ông Linh Mục này. Phải nói là chính tôi cũng cảm thấy là mến. Nếu tôi là con gái tôi cũng mê ông thật chứ không phải là không. Thế thì dĩ nhiên là người Việt Nam có câu rằng vì cam quýt phải đèo bồng, vì chàng nhan sắc nên lòng thiếp mê. Thì ông này cũng thuộc bài đó, cho nên nó mới đúng chạm đúng đến con gái thì người ta lên án rồi ông tu hành mà làm bậy. Nhưng mà động đến một nữ duyên đã có chồng thì gọi là thông dâm. Mà dĩ nhiên đã thông dâm là một tội ác. Tội ác dĩ nhiên là một là tòa án xử, hai là chính thằng chồng mới xử. Thì đây trường hợp như là với lại như là cái anh phi công ở không quân vào năm 1966-67 nó đã xử lý ông Mai Ngọc Khuê. Trong lịch sử của giáo hội La Mã thì cái số giáo hoàng mà chết vì giành giật quyền lực thì ở đây sách gọi là Encyclopedia có ghi rõ là tới 39 ông giáo hoàng chống lại 39 lần các giáo hoàng chia phe lập đảng chống lại nhau, và các giáo hoàng nào mà thắng thế thì gọi là chính thống, còn những người nào mà thuộc phe yếu thế thì gọi là ngụy, ở đây gọi là ngụy giáo hoàng. Thì cái số người chết đó là 30, chống nhau là 39, và cái số người chết vì bị liên hệ đến chữ tình hay là liên hệ đến những cái chuyện này nọ đó thì có tới ở đây sách Encyclopedia kê ra là có 15 vụ. Đấy. Thế 15 vụ thì gồm các giáo hoàng như đây. Để em đọc nha. Đọc rồi. Giáo hoàng John 8 vào thế kỷ thứ 9 bị hạ độc và đánh cho chết. Giáo hoàng Adrian 3 cũng thế kỷ thứ 9 tin đồn là bị hạ độc. Thứ 3, giáo hoàng Stephen 6 bị bóp cổ hay thắt cổ cũng thế kỷ thứ 9. Giờ sang thế kỷ thứ 10, giáo hoàng Leo 5 bị ám sát chết. Giáo hoàng John 10 chết ngạt vì bị đè dưới gối. Giáo hoàng Stephen 7 cũng thế kỷ thứ 10 có lẽ bị ám sát. Giáo hoàng Stephen 8 cũng thế kỷ thứ 10 bị tùng xẻo và chết vì những vết thương. Trời đất ơi, ai tùng xẻo không vậy trời. Giáo hoàng John 12 bị đột quỵ trong khi với một người tình hoặc bị sát hại bởi người chồng của người tình đó. Rồi cũng trong thế kỷ thứ 10, giáo hoàng Benedict 6 bị bóp nghẹt chết bởi một linh mục. Số 10, giáo hoàng John 14 cũng thế kỷ thứ 10 bị bỏ đói cho chết hoặc bị hạ độc. Chà, cái thế kỷ thứ 10 này nhiều quá còn ông nữa. Giáo hoàng Gregory 5 tin đồn bị hạ độc, cũng có thể bị bệnh sốt rét. Bây giờ sang thế kỷ thứ 11, giáo hoàng Sergius 4 có lẽ bị ám sát. Giáo hoàng Clement 2 tin đồn bị hạ độc. Giáo hoàng Damasus 2 tin đồn bị ám sát. Tức là mấy cái chết này á, là người ta cái thời đó cũng ít có cái công nghệ mà có thể dễ dàng mà viết lại vả lại. Cái quyền uy của giáo hội nó quá lớn đi, người ta không dám động tới nữa, người ta chỉ đồn thôi. Rồi đến giáo thế kỷ thứ 12 thì không thấy, nhưng mà đang sang thế kỷ thứ 13, giáo hoàng Boniface 8 chết vì bị hành hạ khi bị giam tù ở Anagni của Pháp. Đó là cái danh sách 15 giáo hoàng.
Đó là những cái tình trạng mà ở trong cái giáo hội La Mã, họ giết nhau vì thứ nhất tranh quyền với nhau, thứ hai là có liên hệ đến tình dục. Trong cái quá khứ lịch sử, lấy quá khứ mà suy ra hiện tại, thì cái tình trạng mà giáo hội, người trong giáo hội giới tu sĩ thanh toán lẫn nhau, hoặc là vì tình, vì quyền lợi, hoặc là bị quan chiên, bị các ông linh mục giấm dớ sờ vào vợ người ta để người ta giết chết. Trong cái cuốn Tận Thế do linh mục Nguyễn Thanh Sơn này này, ông ấy ra hai cuốn, một cuốn là ra mắt vào tháng 6 năm 2002, và một cuốn thứ hai là 15 tháng 7 năm 2002, thì ông ấy nói rõ là rất nhiều các ông linh mục Việt Nam đều có gian díu với lại nữ tu, nữ chiên, hay là với vợ con của con chiên. Thì ông ấy nói ở đây, nhất là ở trang 27 trong cuốn sách này, và cũng như trong cuốn sách này thì có nói rõ. Rồi vì nói như vậy cho nên ông linh mục Nguyễn Anh Sơn này bị các ông linh mục với giáo dân gọi là ông ấy mắc bệnh tâm thần, tức là cái lối mà đổ lỗi cho người ta, nhưng sự thực là không phải, là ông là tâm thần. Bây giờ tôi cũng xin giới thiệu, ban biên tập có còn sưu tập ở trong Google được biết rằng một số giáo hoàng khác cũng bị chết trong cái trường hợp tương tự. Tôi xin kính chào quý vị và nhận lời cho ban biên tập. Kính thưa quý vị, ông xã tôi có một cái danh sách các giáo hoàng mà bị chết vì lý do không có thánh thiện chút nào, tức là một là đánh nhau, hai là do tình nhân giết. Thì đặc biệt ở đây đó, cái danh sách mà bốn giáo hoàng đặc biệt này đó là họ sưu tập ra là chết ngay chết trận đó chết tại trận đó, chứ không phải là do đánh ghen sau này hay đánh ghen nguội hay gì đó. Đây là chết tại trận. Thành ra cái danh sách hồi nãy đó là tức là dây dưa chết vì lý do gian díu, thì cái đó là nóng hay nguội thì nó không có nói ra. Nhưng mà đặc biệt bốn cái trường hợp này gọi là chết tại trận. Vậy thì xin giới thiệu với quý vị cái trang web mà đăng cái bốn cái giáo hoàng này đó, nó gọi là talkafricana.com. Nó kể bốn vị giáo hoàng nhé, tôi sắp lại từ theo thời gian tính. Thứ nhất là nó kể ông giáo hoàng John, ông lên ngôi 705. Thì tới 707 là ông chấm dứt bằng cái chết. Ông John 7 đó qua đời vào tháng 10 năm 707, ngày 18 tháng 10 năm 707, và được chôn cất trong nhà nguyện của Đức Trinh Nữ Maria. Các báo cáo nói rằng giáo hoàng John 7 đã bị đánh chết bởi một người đàn ông tức giận đã bắt gặp ông đang quan hệ tình dục với vợ của mình. Đó, tôi cũng gọi là chết tại trận. Thì giáo hoàng thứ hai là ông Leo 7, lên ngôi khoảng vào thế kỷ thứ 10, năm 936 tới năm 939, thì cũng có 3 năm. Hoàn cảnh về cái chết của ông, tức là ông giáo hoàng Leo 7, không được ghi lại, mặc dù người ta cho rằng ông qua đời vào năm 939 về một cơn đột quỵ bị liệt khi quan hệ tình dục với người phụ nữ tên là Stefanetta. Rồi một câu chuyện khác thì kể rằng ngài có thể đã chết khi bị chồng của người phụ nữ dùng búa đánh chết. Cái này hơi giống. Nguồn tin khác lại cho rằng ông ta chết vào ngày 13 tháng 7 năm 939 vì một cơn đau tim trong khi quan hệ tình dục với tình nhân. Đó là hai ông giáo hoàng rồi nha. Bây giờ tới trong thế kỷ thứ 10 này á, thì có giáo hoàng John 13. Giáo hoàng John 13 là một giáo hoàng công giáo từ ngày 1 tháng 10 năm 965 cho đến khi ông qua đời vào năm 972. Người ta cũng cho rằng ông ta chết sau khi bị tấn công nặng nề bởi một người chồng giận dữ bắt quả tang anh ta đang quan hệ tình dục với vợ của mình, tức là vợ của nạn nhân đó. Và cái ông giáo hoàng thứ tư tên là
Pol II, trị vì năm 1467 tới 1471, tức là ở vào thế kỷ thứ 15. Ông giáo hoàng Pol II này tên khai sinh là Pietro Bacbo, từ ngày 30 tháng 8 năm 1464 cho đến năm 1471, khi ông qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Thì các báo cáo xung quanh cái chết của ông cho rằng ông đã chết trong khi quan hệ bằng hậu môn với một cậu bé phụ tá giúp việc. Thì xưa nay thì có lẽ có người chết lâm trận với phụ nữ, nhưng mà cái ông này rất là đặc biệt, là ông là chết đột ngột khi mà quan hệ đồng tính luyến ái đó với cậu bé giúp việc. Thì cái chết này rất là lạ lùng. Thì nhắc lại, ông này là giáo hoàng Pol II, trị vì năm 1467 tới 1471, là cái lúc ông quan hệ tình dục như vậy, rồi ông chết ngay trên cái lúc hưng phấn như vậy đó. Dạ xin tới đây là xem như đó là cái phần cống hiến của chúng tôi cho quý vị. Đây không phải là những cái chuyện vui hay buồn gì cả, nhưng mà nó có liên hệ tới những cái chết không có được trong sạch. Nhưng mà đối với linh mục Trần Ngọc Thanh đó, thì người ta đang điều tra. Có điều sở dĩ chúng tôi nói cái bài này đó là tự vì nó có một cái bản tin nó có liên hệ tới cái chuyện ghen tuông. Thì đây là những cái trường hợp mà chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe để mà hiểu thêm về về cái giáo hội Công giáo mà họ tự xưng là thánh thiện Công giáo và tông truyền. Và kính chào quý vị khán thính giả, và hẹn lại kỳ sau.